Hi, and welcome back to my channel. Start skill go. Okay. Beat us, meet you, okay? Are you all okay? I can't believe it. You've all turned into pigs.
Let go. Sau đó thì các bạn sẽ chuồn ra khỏi đây, thoát khỏi sự bám đuổi của Mr. Smith. Chuồn thôi nào, để không. Ok. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Выручи меня, братан. Скоро буду. Let go. I see you.
Окей, Вад, гэдэ чао. Let's go. Well, I hope you're having a... What you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Don't annoy me again! No Leone. Hey, Tony, come back when you're less conspicuous. It's you. Oh, shit.
Okay, let's go. Đêm 15 giờ chiều 21 giờ thì các bạn vẫn nhận được nhận một nhiệm vụ, còn hiện tại thì đang là 2 giờ đêm cho nên các bạn không thể nhận nhiệm vụ ở đấy rồi, các bạn sẽ nhận nhiệm vụ khác ở chữ L đây. Sẽ phải đi mua khẩu súng. Và các bạn sẽ phải đi đâm vào chiếc xe màu đỏ. Đi nghe theo chiếc xe màu đỏ này. Wow, quá khỏe luôn. Đi rồi. Oh my God. Wow. Anh thật quá là khỏe. So ok, vào cái tiếp theo.
childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers. And the key's under the plant pot. Take care. Thanks. Thank you.
Wow, quá giật mình luôn.